Ngay sau khi phát hiện một số mảng bê tông nhựa bị bong tróc, diện tích khoảng 40 m2 tại vị trí đầu đường cất hạ cánh 17 trên đường băng sân bay Vinh, Cảng hàng không quốc tế Vinh tiến hành khảo sát. Từ 14 giờ hôm qua, đơn vị thi công đã bắt đầu cào bóc, rạ nhựa trám vá mặt đường băng. Trong quá trình xử lý, đơn vị thi công đã kiểm tra, đánh giá và mở rộng diện tích sửa chữa lên 1.000 m2, đào sâu hai lớp để đảm bảo an toàn kỹ thuật. Trong những ngày vừa qua thì cái nắng nóng ở cái khu vực tỉnh Nghệ An là cái nền nhiệt độ rất là cao, rồi cái biến độ mà nhiệt độ ấy nó cũng rất là rộng, ảnh hưởng rất lớn đến cái bề mặt của cái bê tông nhựa của đường cất hạ cánh. Bên cạnh đó thì trong cái thời gian vừa qua thì với cái nhịp độ tăng trưởng ở sân bay Vinh thì cái số lượng tàu bay là về hoạt động khai thác tại cảng là cũng rất là lớn, đặc biệt là có những cái tàu bay tải trọng hạ cất cánh là lớn hơn so với những cái tàu bay trước. Đấy cũng là một cái nguyên nhân mà tác động ảnh hưởng đến cái sự cố vừa qua. Nhờ sự nỗ lực khắc phục xuyên đêm, đến khoảng 6 giờ sáng nay, công tác sửa chữa khắc phục sự cố hoàn thành và đồng thời tiến hành quy trình đánh giá, nghiệm thu đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định của ngành hàng không. Cảng vụ hàng không miền Bắc ký quyết định cho phép mở cửa khai thác trở lại cảng hàng không Vinh từ 7 giờ sáng nay. Trong ngày hôm nay, có gần 60 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Vinh, trong đó có 7 chuyến bay bù cho ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7. Chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội về thành phố Vinh đã hạ cánh an toàn vào lúc 8 giờ 05 phút. Các cái mua vé 6 giờ nhưng bị sự cố sân bay. Từ ngày mua lâu rồi nhưng mà họ báo cáo là họ báo vừa quá là bị sự cố sân bay cho nên là đến giờ 1 giờ nên mới bay được. Nhưng mà bác nghĩ là người ta khắc phục rất chắc. Khi mà biết được cái thông tin là đường bay bị hỏng thì em cũng rất là lo lắng, không biết là phải đợi bất bao nhiêu ngày thì mới có thể về được. Nhưng mà hôm nay chuyến bay khá là an toàn và thuận lợi. Sau sự cố này, Cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ mời đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá những điểm có nguy cơ để khắc phục triệt đề, không để sự cố tương tự xảy ra, đảm bảo cơ sở hạ tầng tốt nhất phục vụ người dân.